那边有救援。是啊。来，回来吧。嗯。来，你接给我，罗。接给我啊，这狗特么。哇。có cái điều kiện đó các bạn, tàng lịch đó là đó, tàng có thể cũng là kêu nữa này. Đó. Đấy, xe này thuộc dạng hàng mã rồi. Đây là một bộ đồ chơi, một set đồ chơi các bạn ạ, về các loại xe công trình ấy, và xe sửa đường các bạn ạ. Wow, đây là một chiếc xe chở nước. Tất cả đều màu đỏ các bạn ạ. Đây là một chiếc xe này, xe gì đấy các bạn, Fire to Jam, tôi chẳng biết hiểu cái xe này để nó chở nó cái gì các bạn, tôi sẽ dọn tạo cho xe lên đây. Đó. Có lẽ là cái của nó là như này 911. Đây là một chiếc xe thang chưa dùng nữa rồi. Đi bà. Xe tăng kính ạ. Xe tăng đấy bạn. Xe tăng khổng lồ. Wow, còn rất nhiều đồ chơi các bạn. Đây là một chiếc xe trộn bê tông. Đây là chiếc máy xúc các bạn này. Rất là nhiều đồ chơi. Đây là một chiếc xe fork. Fork chở máy xúc các bạn. Đó, chúng ta có thể cho chiếc máy xúc lên đây. Đây là một chiếc xe cứu hỏa. Rất là nhiều xe cứu hỏa các bạn nhé. À, đây là một chiếc xe cẩu. Wow, một chiếc xúc lật. Đây là một chiếc xe lưu. Đây là hoàn chỉnh chiếc xe đầu kéo các bạn. Đấy, một chiếc xe đầu kéo này. Đó. Một chiếc xe ben. Vậy rồi. Xe tên lửa các bạn, xe school bus, cái này là con xe để chở các bạn. Wow, một chiếc máy bay. Một chiếc xe tên lửa. Và đây là một chiếc xe
4 chỗ bạn. Wow, đây là một chiếc xe tên lửa. Đây một chiếc xe Army. Đây tiếp tục một chiếc xe tên lửa các bạn. Xin chào các bạn, chào tất cả các em. Hôm nay mình tiếp tục bóc hộp đồ chơi. Một hộp đồ chơi luôn các bạn ạ. Một thùng đồ chơi. Đây này, thùng đồ chơi có một chiếc cặp luôn này. Thùng đồ chơi về loại xe cộ và máy công trình các bạn này. Máy bay này. Và bây giờ mình sẽ cùng bóc hộp đồ chơi này nhé. Rồi vận chuyển nó bị móc méo bạn. Nhiều là đồ chơi nhỏ xinh các bạn. Đó. Bạn nào nhìn thấy đây có một chiếc xe cứu hỏa này, rất là nhỏ xinh. Đây, đây là một chiếc xe gòn các bạn. Đây, chiếc xe gòn. Đây là một chiếc xe tải. Này. Màu đỏ này. Đây này là một chiếc xe quân sự các bạn ạ, Army. Đây là một chiếc xe Jeep gì đó, Jeep. Đây là một cái xe gòn này. Mình không biết cái xe này để nó kéo cái gì thì không biết. Đây là một chiếc mô tô. Đây là một chiếc xe thang các bạn này, rất là dài nhé. Đây. Free Fire, chiếc xe cứu hộ. Đây là một chiếc máy bay. Đây là một chiếc xe chở nước các bạn, rất là nhiều. Ta sẽ để ra đây. Tại vì rất là nhiều đồ chơi các bạn ạ. Và video chúng ta hôm nay sau khi tìm hết đúng đồ chơi, chúng ta sẽ tạm thời kết thúc video ở đây. Nếu các bạn cảm thấy hay có thể ấn like và đăng ký kênh để cùng tìm đồ chơi với mình mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất nhiều.